thất bại rồi các bạn ạ. Giờ phải nhổ bán, à không phải bán mà nhổ cái gốc tiêu rồi đốt. Chứ giờ tiêu như thế này rồi đấy, không còn. Giờ mới bắt đầu là trồng cà phê. À, tiêu nè. Đấy, tiêu giờ không còn, chết hết. Trước đây là mấy ông này là trùm tiêu ở Đắk Rung, Lâm Giang. Đó, giờ nghe cải lương là tào lao không. Làm tiêu khổ lắm. Giờ trồng cà thôi. Đây, chết hết rồi các bạn ạ. Đây các bạn, giờ đào nhổ hết rồi. Nguyên cả khu khu này là tiêu chết hết rồi. Xa xa kia cũng chết luôn, không còn gì luôn. Có nhiều chỗ thì họ trồng bắp sú, bắp cải. Này thì làm ăn được gì nữa. Đầu tư cái trụ, cái tiêu không biết bao nhiêu. Cái này chiên ngon lắm. Thế chiên nha. To. To thế này ăn no lắm. Chiên là to. Chiên khích. Này tiếp. Càn mềm cái cho anh. Mềm quăng cho anh một kia. Mày hẳn chui tam xây chui tôi cha chui tôi cũ năm mày à hẳn cụ đi tam xây đi mồ xây bọn thằng mồ. Cho anh một kia. À, mô đi cặp bò mẹ cho anh nhìn một cái là cụ ẩm. À, lô phù mô cái cho anh đẻ. Ngon sắc cái mày bị hắc xa một hôm nhá. Xa âm, xa nào đấy. Một đòn cứt. Lên. Hè bò đồng ta mẹ nó ao khát có khát không được. Một tí ao hè nè. À, khó cái nào mà. Khám, khám, khám. Khó dân. Mô tâm cấp thàm nhung hấp ai tạm lửa ịn được ai mô bằng tẻ sạc quăng à lấy con sạc quăng à rơm mà xa mà em cũng quay em đã hầm gì xa mà chỉ nhẹ và xả nắp quay thân mình để ăn quay khỏi xa nóc mà quay đầm vuông đầm vuông em luôn nóc mà làm mô khi cho anh mệt. Nha các bạn ông mày. À bà nam ạ. Bà mục bà.
ណាទេមណារីអង្គចាញ់តែមឆាតាមពីចំthất bại rồi các bạn ạ. Giờ phải nhổ bán, à không phải bán mà nhổ cái gốc tiêu rồi đốt. Chứ giờ tiêu như thế này rồi đấy, không còn. Giờ mới bắt đầu là trồng cà phê. À, tiêu nè. Đấy, tiêu giờ không còn. Chết hết. Trước đây là mấy ông này là trùm tiêu ở Đắk Rung, Lâm Giang. Đó giờ nghe cải lương là tào lao không à? Làm tiêu khổ lắm. Bây giờ trồng cà thôi. Đây, chết hết rồi các bạn ạ. Đây các bạn, giờ đào nhổ hết rồi. Nguyên cả khu khu này là tiêu chết hết rồi. Xa xa kia cũng chết luôn. Không còn gì luôn. Có nhiều chỗ thì họ trồng bắp sú, bắp cải. Này thì làm ăn được gì nữa. Đầu tư cái tàu, cái tiêu không biết bao nhiêu. Hey guy,
cái này chiên ngon lắm, thấy chiên nha, to to thế này ăn no lắm. Chiên là câu chiên này tiếp càn mềm cái cho anh. Mê quăng cho anh một kia. Mà đây hẳn chui tạm xây. Chui tôi cha. Chui tôi cụ. Năm. Mà đây hẳn cụ đi tạm xây. Đi mô xây. Bọn thằng mô. Cho anh một kia. À, lu phù mô khi cho anh đẻ. Ngon sắc cái mày vừa bích hắc xa mồ hơ mẹ. Xa âm, xa nào đấy. Một đòn cứt. Hai của nòng ta mẹ nó ao khát có khát không được. Một tí ao hẻ này. Ê, to hẻ nè mà. Khám, khám, khám. Cầu răn. Mô dâm cấp thà mở. Nhung hấp, ai tạm lửa. Ấy được, ai mà bằng thế à? Sạc quăng. À, lấy con sạc quăng à? Rơm mà. Xa mà em quay làm thầm gì? Xa mà. Chỉ nhẹ và xả nắp quay thân mình tự ăn. Quay khỏi xa. Nóc mà quay đầm vuông đầm vuông. Anh luôn nóc mà làm mô khi cho anh mày rồi. Nha có bà nông mày. À bà nàm ạ. Bà mô quay. Nào thêm nào riêng mô khi cho anh. Thêm mà xa. Ây bà thầy. Đang bị chôm.
ารมาจ้าฮะเลยห้องร้อนตูนงานจังวีเอ้ยจังงั้นบุกการเอ้ยมาจัดรีดเอ้ยvườn tiêu nó không có rác là mình hàng nhé yeah, vườn cà không có rác tiêu có tiêu mới có rác là mình vườn tiêu không có ăn mà. Vườn tiêu mới một bữa ăn vườn cà phê một bữa ỏi ỏi đã xong giờ đi về đã xong rồi giờ đi về thôi tiêu giờ đem về bán lại á à, quên làm lại nào mà thuốc là mấy